Hàng trăm xe ô tô đã bị kẹt cứng trên quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều tối ngày 27 tháng 11 năm 2014. Các xe phải nhích từng chút một để di chuyển trên quốc lộ 1A. Hàng trăm xe tải, container, ô tô du lịch xếp thành hàng dài khoảng hơn 3 km trên quốc lộ, đoạn từ đường số 6 phường Bình Hưng Hòa đến đường số 7 phường Bình Hưng Hòa B. Nhiều tài xế đã bất chấp nguy hiểm lưu thông vào làn xe gắn máy để vượt lên phía trên. Vụ kẹt xe kéo dài từ 17 giờ 30 phút đến gần 19 giờ cùng ngày. Theo lực lượng cảnh sát giao thông quận Bình Tân thì nguyên nhân dẫn tới kẹt xe là do nhiều xe ô tô giành đường nhau trong giờ cao điểm, cộng với việc công nhân làm việc tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc trong giờ tan tầm đã đổ ra quốc lộ 1A và lưu thông một cách lộn xộn dẫn tới kẹt xe. Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra trên địa bàn này.